sao check in này, thứ nhất là bảo vệ nhân viên. Ờ, thế thì mình coi như là mình xong cái phần cái biện pháp khắc phục rồi, thì bây giờ sau khi mà khắc phục xong ấy. Từ em xin có ý kiến chút ở chỗ này á. Ví dụ như là ngoài vấn đề 5K của khách ra thì cũng phải có các cái tuân thủ các cái